Mới đây ngày 26 tháng 8, Đại úy Kiều Thanh Hùng, cán bộ phòng cảnh sát giao thông công an tỉnh Đắk Lắk đã trao trả 29 triệu đồng cho ông Phan Ngọc Hùng, 44 tuổi, trú tại xã Hòa Tiến, huyện Krông Pắc, tỉnh Đắk Lắk, đánh trời trong lúc đi mua sầu riêng. Trước đó vào chiều ngày 21 tháng 8, trong khi đang tuần tra trên quốc lộ 26, đoạn qua xã Inut, huyện Krông Pắc, Đại úy Hùng đã phát hiện một cọc tiền rơi bên gốc cây trên đường. Ngay sau đó, Đại úy Hùng niêm phong số tiền và thông báo tìm người đánh rơi để trả lại. Đến sáng ngày 26 tháng 8, ông Phan Ngọc Hùng đã liên hệ với Đại úy Hùng để nhận lại số tiền. Theo trình bày của ông Hùng, vào chiều ngày 21 tháng 8, ông chạy xe máy đi mua sầu riêng tại các vườn trên địa bàn xã Inut. Sau khi chốt giá một số vườn, do trời nắng nóng nên ông Hùng đã ghé vào một gốc cây để nghỉ mát rồi đánh rơi. Sau khi về nhà do mệt nên ông nằm ngủ, đến ngày hôm sau mới phát hiện đánh rơi 29 triệu đồng. Trong lúc đang bối rối đã mất số tiền trên thì nghe thông tin cán bộ phòng cảnh sát giao thông công an tỉnh Đắk Lắk nhặt được tiền, đang tìm người trả lại. Đến sáng nay, ông đã lên nhận lại đủ tiền và rất vui mừng, cảm kích trước hành động của Đại úy Kiều Thanh Hùng.